Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé. Hello, cô đi chưa? Xin chào bạn đã quay trở lại channel của mình. Mình chính là Hiya đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và trước khi bắt đầu vào video này, các bạn đừng quên hãy để lại cho mình một nút like, một nút share để ủng hộ video mình, và kéo xuống và đăng ký cho mình đi. Bởi vì theo thông số thống kê của YouTube hiện tại, có tận 95% là các bạn coi video của tôi chưa nhúng nút đăng ký gì hết. Hoặc là các bạn đã đăng ký rồi nhưng mà YouTube nhiều khi nó xảy ra lỗi hủy đăng ký của bạn đó. Các bạn chỉ cần tốn ra 3 giây để kéo xuống dưới coi thử coi bạn đã đăng ký chưa. Nếu chưa thì các bạn nhấn vào đăng ký giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta đã sắp đạt được con số 3 triệu sub rồi các bạn. Cố lên, cố lên, cố lên. Ê, cái gì vậy? Cái điện thoại ai gạch của mình, ai gọi vậy ta? Tôi biệt danh anh ba kia. Alo, đừng có hát nữa, trả lời. Alo, alo. Sao, nghe, sao, nghe, sao, nghe. Sao? Ok, ok. Dạ, dạ, dạ. Ông qua nhà tôi đi. Có ông, gấp, lại, gấp. Ông lại, gọi điện thoại. Tôi là Sạc VN. Trời ơi, nghe okay. Giọng không biết à. Ok, gấp VN sao? Qua nhà nha. Qua nhà đi, có chuyện gấp, tôi kể sao cho. Gấp luôn. Yeah. Ok, ok, ok. Qua liền, qua liền, qua liền. Ai, để đi qua ông nội rắc thử cái coi. Hello. Dạ ba, hết ông nội. Đi đâu vậy? Đi chơi đâu vậy? Trời ơi, rắc nó kêu qua nhà nó, có chuyện gấp gì nè, đi không? Ơi, đi với, đi với, đi với. Ok. Ui, tao đang buồn. Nhưng nhà mà nó kêu mày qua có chuyện gì vậy? Không biết nữa, giờ mới qua mới biết nè ba. Ôi, ở trong nhà chị. Thế rồi, ở đâu rồi? Hello. Hello. Ôi. Hello anh ba kia. Trời ơi, vô cổ cổng đi. Làm gì ở đây vậy? Nhà ông chọc thấy bà sao? Luôn đi ra ngoài đi. Ủa? Ở sao ông rủ anh đột này vô lại đây luôn vậy? Tôi kêu ông mở. Ủa đó cái gì vậy? Ê. Tôi là người trong lại Sinh Tố, tôi muốn đi đâu đi chứ tự ông nói tôi gì vậy? Trời ơi. Trời ơi thì đúng rồi, nói người làng Sinh Tố đi theo sao đâu? Cái chuyện gì? Rồi, rồi. Tôi muốn nói chuyện một chút về hi he. Hi he? Hiểu không? Hiểu không? Hẹn gì? Không cho tôi đi theo. Người đàn ông bội bạc nghe nhắc vậy à. Thế là tôi hiểu rồi, hiểu 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 rồi, hiểu rồi. Tôi bội bạc chỗ nào? Tim tôi cũng vậy hi he thôi mà. Tôi có hướng về ông đâu. Ôi xạo quá chắc ơi. Im đi. Ủa ông nói xạo cái nào vậy? Ông đang im vậy sao chỉ gì vậy? Không biết. Thì da, ông kêu tôi qua đây nói một mình, không cho gà qua là nói về chuyện hi he thôi hả? Đúng rồi, chơi đêm thôi. Thôi bây giờ nói đi, nói đi. Tôi ngồi đây tôi chơi vậy. Ok, sao cũng được à. Không được. Alo, alo. Gì vậy? Huy, Ha Chi. Qua đây gấp. Alo, alo. Nó lại tìm Hi He gì nè. Lại gọi anh Huy Ha Chi qua nữa rồi. À, thằng bố láo này. Trời ơi, một thằng thôi đủ rồi. Đi ngủ thêm hai đứa cốt đột nữa. Trời ơi là trời. Rồi, coi gì nói đây. Tao nghe. Ê, mệt quá. Ôi, ôi, tụi này lại nói về chuyện Hi He ở bạn. Để coi nó nói gì nha. Nói gì, nói gì. Bây giờ mấy bữa nay tôi lâu lắm rồi tôi chưa gặp Hi He khoảng thầy đúng đó, rồi bữa giờ không có Hi He nhưng mà có Hi Hi. Trời ơi mà không biết coi nói tiếp đi. Hỏi gì? Thôi tới rồi kêu người ta đi hỏi thôi. Đi đây. Đi đây. Sao vậy mày? Kìa, nhắc nó hỏi Hi Hi đây kìa. Hi Hi là cái thằng em trai của thằng Hi He. Mà nó đẹp trai nhưng mấy con gái bây giờ nó bu một cục tao không hiểu sao luôn. Nó thằng đó có đẹp trai cái gì đâu. Hi He. Giọng giỏi của Hi He nhiều trời. Thôi, mệt quá, vô chuyện chính. Sao chuyện gì? Hôm nay lâu quá không gặp Hi He nên tôi muốn tổ chức tiệc gặp tối nay luôn. Đúng rồi. Thì mất tao tổ chức Hi He, ok, không phải mày. Thì nó để nên tự nhiên mấy ông qua đây làm gì, trời ơi, không biết tốt hơn đúng không? Tự nhiên tổ chức rồi, tổ chức một mình làm vậy anh em sao coi được. Nào, trời ơi, mở tiệc với nhau mà. Nói chung là bây giờ tôi vay cần gặp Hi He đúng không? Đúng rồi. Lâu quá không gặp. Tao yêu cầu sự có mặt của Hi He. Được, để gì nhà tao kêu nó tới cho ok. Ok. Ở lại mày. có kèo cho nha các bạn ơi. Lâu lắm rồi không có cho Hi He. Nên ngày hôm nay chúng ta sẽ mang Hi He trở lại. Các bạn nhớ nhấn like video cho mình nha. Nhìn lên. Đi. Hôi. Ui. Gì vậy? Ai à, Noel con bò kia đi đâu vậy? Ủa, hello, Tim Noel, ta hãy cùng đi chơi nha. Tim Noel, ta hãy cùng đi chơi nè. Cái gì vậy? Hôm nay tôi định đi cho tụi nó bằng Hi He nè. Về nhà chuẩn bị đồ đi, tôi biết thế nào bà cũng kinh doanh rồi đúng không? Không, hôm nay lười rồi, ta okay. Đi về đây. Thì thôi bye bye nha. Không có giùm mình. Không cần lộ, bình an, nằm nghe
giữa đường. Không hả? Trời, hôm nay không có Jimmy là mình thấy hưởng lỗi bình an rồi các bạn ơi. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ biến hình thành đi ghe thôi. Nhanh lên, hóa chèn. Hi he he, đã quay trở lại. Nhưng mà hi he lần này là mặc đồ nói en rồi đấy nghe. Hôm nay mặc đồ nói en đi cho tụi nó mới hấp dẫn luôn các bạn. Đây rồi, đi. Không biết tụi nó đang làm gì bên bển đây ta. Đây rồi, tới nhà rác là ui, cái Hachi rồi kìa. Hello anh Hachi. Ê hả? Tới rồi kìa. Ôi, người ta tới nhà tôi phải tiếp đãi trước chứ. Tới nhà dạ, tôi ơi. Trước nào. Hôm nay em mặc đồ gì đẹp quá vậy? Hôm nay em mặc đồ Noel. Vậy thì để anh làm ông già Noel nha. Trời ơi, nhìn ghê quá các bạn ơi. Hôm nay anh Nia kêu em qua đây với là nói là anh sẽ kêu qua đây để làm cái gì vậy? Anh kêu mà. Ủa? Anh kêu mới đúng là. Ông kêu chứ mày kêu gì? Nè, chẳng là tối nay á anh sẽ đãi tiệc một bữa tiệc Giáng sinh chỉ có hai đôi ta thôi. Hay gì vậy? Vậy có tên mà. Có năm đôi nha mày. Thôi, quan trọng là bây giờ. Thì nghe à, tối nay em có chịu đồng ý với anh là tối nay em sẽ tới nhà anh và anh sẽ tổ chức một buổi tiệc. Ê, đồ hư vậy. Em quay anh nè, quay anh nhiều lắm. Ủa, sao ai có chịu đồng ý với anh nhà ai bây giờ? Em hãy chọn một người, sorry, em hãy chọn một người để đi chơi Noel tối nay đi. Đúng rồi. Thôi, em không chọn ai được không? Không được, phải chọn chứ. Chọn chứ. Mày nè, ép người quá các bạn ơi. Mình nên chọn ai đây ta? Hay là mình phải cho nó một cuộc thi gì đó để cho tụi nó chọn đây ta? Bây giờ á, ai mà ăn mặc đẹp để đi nói em thì em sẽ chọn người đó cơ. Trời ơi. Đi vô mặt. Đợi xíu nha. Dạ. Trời ơi, tự nhiên vô nhà tôi thay đồ. Ui, để coi ai đã thay đồ á. Ai sẽ lấy đồ nói em đẹp nhất đi ra đây đây. Để coi. Mình sẽ đứng cái này mình đợi các bạn ơi. Trời ơi, thay đồ mà mua một cục giấy tránh ra coi. Phòng của tao hả? Ôi, tao tính ra đây là nhà tôi luôn á, nhà tôi. Nhưng mà bây giờ đây là phòng của tôi, nhà tôi thôi. Đi anh à, mệt quá. Đứng dậy ạ. Thôi ơi. Tôi ở trên này. Đi à, đi xuống. Thôi tao quyết định là bay lên. Thay tụi bay trên này có ai quần. Trời ơi, mấy thằng này làm gì mà lâu dữ trời. Đợi nãy giờ. Đi dâm rồi. Tên mang đồ đẹp quá vậy. Nhưng mà bây giờ anh là đẹp đi rồi. Em biết đi chơi với ai bây giờ? Anh nè. Chơi với anh nè. Thì chơi với anh đi. Tại vì Noel này không có ông già Giáng sinh. Là không có hạnh phúc. Từ từ. Bây giờ nha, thằng Huy là đổi cái mũ ngu nhất rồi. Nó không có giống gì của Hi He hết. Dắt thì ông đòi bổ loại luôn. Chỉ có tôi với Hachi là đổi cái mũ gần giống là mũ đôi nè. Ông mặc quần rách kìa. Vậy bây giờ em biết đi chơi với ai bây giờ? Mẹ trời, hoàn tiện nhất mà. Mũ đôi nè, mũ cặp nè. Mày cặp với Hachi á, hợp lý mà. Trời ơi, mấy cái này không có cái gì đẹp hết á. Vậy không biết chọn ai hết trơn, nó không chọn ai. Dạ. Thôi. Hay là bây giờ tối cứ bốn tụi mình cứ ra đi xong rồi tối đó rồi mình tổ chức, đứa nào tổ chức xịn hơn thì chia chọn người đó. Thôi cái này cũng vậy rồi, em chán cái này rồi, học ít như vậy nữa đâu. Thôi gì giờ em thích cái gì? Bây giờ anh có cái gì hay hơn không? À, anh có cái này hay nè, mọi người đợi xíu nghe. Đợi xíu. Làm trò vậy ạ? Nó có cái gì hay trời. Để coi thử coi nó làm cái trò gì coi. Nó kìa, dắt Hachi đây. Mày đi đâu thấy chờ mày đuổi nhà mày đuổi nhà. Trời ơi. Núp đi núp đi đuổi nhà. Núp đi. Ôi trời ơi. 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 Bye bye, thôi được rồi, chúng ta đã loại được một đối thủ. Ê, anh còn có một cái này hay nữa, anh muốn cho em đó là cái này nè. Cái này là cái gì vậy? Em nhìn sợ quá à. Em đấm nó hơi bất ngờ. Hay đâu? Cắt cái đầu ra cho em sợ. Cắt cái đầu ra, dễ thương liền. Xinh đẹp như em luôn. Ôi, nhìn dễ thương giống mặt mày hả? Ôi, ít ra là anh tô gà có tặng rồi, mấy anh có tặng cái gì không? Tặng đàng hoàng. Để coi tụi nó tặng cái gì ha. Tặng gì ta. Đây, có đồ tặng em. Nước soi nè. Cái này ghê quá anh ơi. Gì vậy vậy ơi, Hachi tới lại kìa. Ôi. Cho tặng em nguyên cái xe ngựa nè, đi trên đây cho anh nè. Nhưng chi đâu rồi, xong để thả anh này nữa rồi, sống chuông hoài vậy. Anh Hachi tặng em nguyên cái xe ngựa luôn nè mấy anh ơi. Wow. Tha hồ
nữa luôn đó. Quay lúc cái đầu lâu rồi. Em không hiểu. Em không hiểu ý nghĩa của nó. Đúng rồi. Anh chưa giải thích ý nghĩa của nó mà sao em lại từ chối hẳn. Anh đi về đi. Ta đuổi anh trở lại. Chạy trở lại. Bây giờ ai mày đánh tào lao quá. Từ từ nào. Bây giờ mùa Giáng sinh thì em sẽ nghĩ tới cái gì? Em đi lái xe về thôi. Ôi, xe của em mà anh gà này cũng hết. Dạ, lấy gì vậy? Nghe nó rồi. Nghe trả cho em nè. Nè nè. Chọc vậy? Chả có người ta. Bây giờ Giáng sinh em sẽ nghĩ cái gì? Cây Giáng sinh không? Anh đã đi lặn tới nhiều nơi để anh khai chặt được cái cây này rất là đẹp đi đem về cho em. Đẹp chỗ nào vậy? Sao nó nhỏ xíu xíu vậy anh? Không có mà. Có không đóng được. Ôi anh chắc tặng gì là chết rồi. Anh tặng gì là chết rồi nha anh chắc ơi. Thôi vậy là em biết cái tình nghĩa nó như thế nào rồi đó nha. Bỏ nó đi. Em thấy vậy là không xong rồi. Ê đù. Tao trên cái này đó trang trí lùm lum. Em có thể mang về luôn. Thôi để anh em con gái. Con gái anh phải mạnh mẽ anh đưa em về luôn á. Ai cho đưa về. Ai cho vậy? Ờ thôi tao nhìn nhìn đến trời bắt hồi nãy bắt lần cơ. Dạ dạ ai cho ông đi kêu. Ai cho ông đi kêu. Đứa này khó quá em không biết chọn ai bây giờ hết trơn. Hết cái một chút về nhà em suy nghĩ và em sẽ qua nhà anh nào mà em đồng ý nha. Ờ giá qua nhà anh nha. Ờ đúng rồi ok anh. Để lắp sẵn cái cổng của mày khỏi vô cho nó lẹ. Ôi trời ơi. Rồi được rồi. Nhà này nó chơi ăn dây thiệt luôn các bạn. Ơi! Cái gì vậy? Dạ. Ơi! Hả? Dạ. Anh làm gì trên đây? Nãy là gì vậy trời? Đừng quay lại dừng lại! Anh muốn đu từ từ lên người anh đu dưới anh. Thôi thôi vậy nguy hiểm quá. Đi đu đi đi thôi đi về đi nha. Thôi về về. Gặp lại anh sau nghe. Nhớ qua nhà anh. Bye bye mấy anh. Qua nhà anh à. Đợi tụi nó về hết đi. Sau đó mình sẽ qua nhà từng đứa. Mình hẹn từng đứa đi hết luôn. Sau đó để coi tối hôm đó chuyện gì sẽ xảy ra với tụi nó đây. Thiệt là nham hiểm ha. Được rồi đi 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 đi. Các bạn có ý tưởng gì để mình trả làm he cho tiếng không hãy comment bên dưới nha. Ok bây giờ thì mình sẽ đi về nhà để mình qua nhà tô gà đầu tiên coi. Qua nhà tô gà đầu tiên hẹn nó xong rồi qua nhà mấy đứa khác đều hẹn hẹn hết tất cả mấy thằng con trai trong làng luôn. Anh tô gà ơi gì qua lẹ vậy anh còn chưa chuẩn bị nữa mà. Tô gà em hối cái này nè chắc tối nay em sẽ đi hẹn anh đi chơi đó nghe. Là em quyết định chọn anh rồi đó hả? Đúng 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 đúng. Wow. Hẹn gặp anh ở giữa làng đó nha. Trước cửa nhà chị okay, đó. Ok anh biết ngày. Ok anh biết ngay à. Biết ngay mà. Từ khi mà anh tặng em cái con tuyết là anh biết em chọn anh rồi. Ok ok tối nay hẹn anh đó nha. Ok để anh đi trang điểm cái. Bye bye. Bye bye anh nha. Con mồi đầu tiên đã xong. Bây giờ mình sẽ chạy qua tiếp theo đó chính là hàng Huy ngu. Huy ngu đâu rồi ta? Huy ngu đâu rồi ta? Anh Huy. Ôi ơi cái gì vậy? Ủa chỗ kìa này. Gì vậy? Gì vậy? Ôi da. Thằng này nó làm cái gì vậy trời? Hey, anh đưa em. Anh hiểu được tâm lý của người vợ khi mà trong hoàn cảnh khó khăn cho nên là anh sẽ đưa em trước vài tờ. Có gì tối em nhớ qua. Ôi, đúng rồi đúng rồi. Em định nói với anh là tối ngày hôm nay em sẽ hẹn anh vào lúc 6 giờ ở trước cửa nhà chị Dabi để chơi nha. Ngay cái sân này nè đó. Anh thấy không? Giữa làng đó nha. Không cần phải nói. Anh đã biết hết rồi. Ok. Lời em nói là lời đưa anh. Tối nay anh sẽ gặp lại em. Ủa sao đi sớm vậy em? Anh chưa nói gì mà. Thì tối nay gặp anh. Bye bye anh. Thôi anh nói nhiều lắm. Bye bye nha. Hachi ơi. Hachi. Biết ai quen gì mà. Hachi à. Ủa ai vậy trời ơi. Ồ biết ngay em sẽ qua đây mà. Hello anh Hachi. Hachi ơi. Tối ngày hôm nay anh ra giữa làng ăn Giáng sinh với em nha. Được liền trời. Tối nay có mặt liền luôn. Mấy giờ nè? 6 giờ giữa làng trước cửa nhà chị Nabi đó nha. Ok, tối nay em có mặt sớm hơn cả 6 giờ luôn, tính đợi em luôn. Ok, mãi yêu, bye bye anh nha. Rồi, bye, rồi. Đi lên chuẩn bị em định, nhanh. Thôi, giờ không biết hè có qua tìm mình nữa. Chắc rồi, mấy tụi kia làm gì có công trình. Anh chắc ơi, em nè. Ôi trời ơi, em tới rồi. Trời ơi, một thiếu nữ tới đây tìm cho em. Em đến đây tất nhiên là em tìm anh rồi. Ồ, tất nhiên rồi. Rồi, có việc gì thế, thầy nói cho anh nghe. Bây giờ á, tối nay em sẽ đi chơi Noel với anh đó nghe.
vậy hả? Trời ơi, lựa chọn sáng suốt lắm. Anh thiệt tình luôn á. Chứ đừng có chọn ba đứa kia hơi bỏ đi. Đó, trời, sáu giờ. Sáu giờ. Trước cửa nhà chị. Ở đâu vậy? Trước cửa nhà chị đã bi đó nghe. Ok, hiểu rồi. Nhưng mà nhớ nha, em chỉ chọn mỗi mình anh thôi đó nghe. Bye bye. Ok, anh sẽ coi đó là tác yêu. Bye bye. Thôi ơi, thầy ơi, vui quá đi vậy mà. Giờ chuẩn bị cái nào. Đâu rồi. Ê, chị Mai. Bà có cái đồ gì để bán không? Bây giờ tôi cần một thứ gì đó. Một thứ gì đó tôi có thể gọi là làm AB say đắm gì tôi. Alo, AB. Có bữa tiệc này nè, mới làm chỉ bán với bụt cho một người duy nhất là lấy gì không? Love H1, H3. Ủa là H3 lại. Đó trời. Đã đi vậy không hiểu nữa đó. Ông bữa tiệc này đi vô mà quá hợp lý luôn. Còn có thêm tôi là người phục vụ ở đây nữa thấy không? Mặc đồ Noel. Không khí quá ấm cúng luôn. Tôi muốn thuê chỗ này để gọi là làm hihe say đắm. Ok, một tiếng 1000 đô nha. Cái gì nhiều vậy? Nhảy ra cho mà một vụ ăn miễn phí luôn. Ăn uống miễn phí luôn. Uống rượu thoải mái luôn. Uống 1000 ly. Uống bao nhiêu cũng hết đúng không? Ok. Đúng rồi. 1 tiếng nha. 1000. Uống 2 tiếng đi, 2 tiếng là sung sướng. Thôi 3 tiếng đi. Thôi 2 tiếng rồi. 2 tiếng là 2000. Thôi được rồi, 2 tiếng nha. Thôi 3 tiếng mới cho muốn không thôi qua đưa này cho Zack là Zack mướn liền à. Ui kỳ hay. Ui sao ép giá người ta hay. Chị giật xuống không? Mệt quá rồi đó. Ba ngàn. Nhớ đứng ngoài đường, nhớ đứng ngoài hai bên vậy. Kính chào nha, kính chào hoàng tử Huy nha. Ok. Trời ơi, chị em mình giàu luôn đó. Thôi, lấy. Chỗ này chỗ gì hả? Chỗ này chị làm để dành tặng cho hôm nay đêm Noel. Coi có bạn nào mà muốn mướn lỡ không? Coi chị tặng cho em, vui nha. Em muốn mướn lại chỗ này nha. Ok. 1000 đô một tiếng nha em. Chắc phải chăng lắm. Mướn 5 tiếng tặng tiếng. 5 tiếng tặng tiếng luôn. Thôi để chị gọi, để chị lấy điện thoại cho chị gọi xác hỏi xác mướn luôn. Em mướn bình tĩnh. Rồi. Em mướn mấy tiếng? 2 tiếng đây, được rồi, đủ rồi. 2 tiếng không sao đã. Không được thôi, để thôi chị gọi xác chứ. 3 tiếng rồi, được chưa? 3 tiếng. Được không? Không được luôn. 3 tiếng rưỡi, 3 tiếng rưỡi đi. Rồi, 3 tiếng rưỡi ra chị này với em chị đó. Ok, em phải hỏi bà đoà sao em phải tự mua hả? Không, ở đây phí miễn phí luôn em ơi. Nè, vô đây coi nè, một đống đồ ăn luôn. Miễn phí. Ừ, ăn kem thoải mái luôn em, cho mùa lạnh. Rồi, 3 ngàn rưỡi á. Em phải biết nè. Thôi, giờ trả. Thôi, hết tiền không có thôi, chị không lấy. Chị đang cần tiền mặt á em. Ở đây đó, bà đưa chị đó, đủ chưa? Trời, đủ rồi. Đủ rồi. Chỗ này cho của em nha. Ok, chuẩn bị nhập nha. Chuẩn bị nha em. Rồi. Có tôi cô gái này rồi. Đây đây. Hình như đây là thứ mình đang cần. Sao có chữ hi ha sẵn luôn vậy? Trời ơi, mọi người chuẩn bị cho mình hả? Cảm ơn nghe. Bạn ơi, có tiền á, cho coi á. Tiền giá làm sao? Giá cả làm sao? 1500 đô một tiếng á, tại vì giờ này cũng trễ rồi. Vậy tôi thêm 3 phút. Không có cho thuê 3 phút ạ. Ôi đây nửa tiếng. Em hỏi Zack đi em. Dạ, alo Zack ơi. Trời ơi, mà ép giá gì kỳ vậy, không có chơi vậy. Rồi được rồi, tôi thuê 45 phút. Thôi, được không? Thôi trả ông là 100 đô của ông nè. Hồi nãy Huy nói thuê rồi, nó cho tôi tiền nhiều hơn. Bây giờ Huy thuê đâu đi. 2000 đô đó. Không làm sao 2000 đô á, rồi. Vậy tôi mua lại cái slot nó luôn. Bây giờ tôi đưa 10.000 đô luôn. Bây giờ đưa tôi mua nguyên cái này nguyên 30 ngày luôn. Ok, được. Rồi 30 ngày. Okay. Mà nghe, rồi có ngoài cái đồ này còn có cái gì nữa không vậy? Quà sẵn. Thoải mái, tí nữa tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho. Ok, cảm ơn dịch vụ chu đáo, cảm ơn. Đúng là người làm ăn có tâm vậy là tốt á. Rồi, bye bye. Rồi đi. Yên tâm, để lát nữa tôi kêu Hundo trả cọc cho nó. Ok. Vậy tôi về. Ok, tạm biệt ông nha. Làm ăn có tâm thiệt. Cho tôi ăn dịch vụ cô gái ai tôi ơi không à. Vô. Thú vị nhờ. Đăng. Ê, chết rồi. Dạ, nè, dạ. Nè, gì không? Mời chắc, mời chắc. Đi coi thử đi. Đó, lớp bắt 1, bắt 3. Ồ, ok, coi dịch vụ nè. Hulu, lên diễn đi. Cả vờ chị là hi he nè. Ok, lên diễn luôn. Trời. Ôi, anh Zack ơi, trời ơi, bữa tiệc này thật là đẹp quá đi. Chắc là
em sẽ chọn yêu anh và kết hôn lại với anh đó. Đúng vậy. Bữa tiệc này tuy là đẹp nhưng mà không đẹp bằng em đâu. Em là nhất. Wow, em biết mà. Nhưng thấy chưa, ngơi này thật là lãng mạn. Hai người đô một tiếng. Nói cho ông nghe điều nha. Hồi nãy tôi gã mới qua đây, nó thấy là chữ lớp H1, H3 là nó tích rồi. Nó trả cho tôi 10.000 đô rồi. Để nó thuê một tháng. Thôi chắc rồi. Ông đi về đi, không được, chỗ này cũng còn dành trong nữa đâu. Cái thằng gì đâu mà nó gà, đúng như tên gọi nó. Đây tôi sẽ đặt cọc 1 năm. Thôi, ok. Đương nhiên. Để coi. Giấy xin 5 sao luôn. Gì vậy? Giữ tiền thừa luôn đi. Ê mà trong đây có cái dịch vụ mà cây cây tầm gửi không? Biết không? Cái nụ hôn dưới cây tầm gửi á, cái dịch vụ có, đó không? Có. Đây, em á, có gì làm thêm nha. À, có gì ông đi về đi, tôi chuẩn bị nghe. Chị ơi, chị. À, lần này em thấy là tụi mình nên trốn đi xa xa một tí để xử lý chị ơi. Sao vậy? Đây, đeo nặng đi. Đợi em, đợi chị ơi. Đêm Noel, đêm Noel, tôi bỏ làng đi luôn. Đêm Noel, đêm Noel, tôi lỡ tiền của người ta rồi nè. Mùa Giáng sinh đang lành. Ui, mới nghe giùm mi nó hát cái gì, chạy đâu có tiêu rồi trời. Gì mà đêm đó em bỏ nhà đi luôn vậy trời. Tụi bay làm gì đây vậy? Tao kêu gì? 2.000 đô để mua cái chỗ này nha mày. Mày 2.000 đô là tôi thuê. Chỗ này tôi thuê tới 3.000 đô lận nha. Mày cũng phải gấp 2.000 cộng 3.000 mới 5.000 cũng không bằng tao. 10.000 cái chỗ này. Tao bỏ 10.000 đô. Mày thằng con mía, tôi đạt 100.000 đô trong 1 năm. Rồi. Rồi. Thôi 100.000 đô. Cho nên đi ra chỗ khác, chỗ này của tôi. Ê, mày làm gì nữa? Bằng chứng đâu, bằng chứng đâu, bằng chứng đâu. Mày xạo mày. Mày cái gì vậy? Có chuyện gì nghe, sao chuyện gì? Tao đặt chỗ này trước rồi, chỗ này chính là chỗ để tao có thể gọi là chiếm lĩnh trái tim của ơi. Em đặt nó được. Đặt đi cơ. Rồi sao đặt 10.000 đô mà. Ai của Jimmy hả? Đúng rồi, Jimmy. Vô tìm Jimmy thử coi. Trời ơi. Ok. Trời ơi, Jimmy ơi, chuyện này là sao vậy? Jimmy? Ồ, vậy có bài gì vậy? Thì Jimmy tạm vắng, vui lòng đừng liên hệ. Rồi, 100.000 đô đi mũi rồi. Hình như mình vừa bị lừa. Có gì đó. Cam. Tao để tao gọi Jimmy nữa coi. Tao bị lừa, có 10.000 à. Em ơi. Dắt bị lừa tới 100.000. Em gọi, tao gọi điện thoại cái. Ok. Điện thoại. Bao biết bác vừa gọi hiện không liên lạc được. Quy cắt vui lòng gọi lại sao? Quy cắt là cái gì trời? Xong rồi, không rồi, lại lần nữa rồi. Đi rồi. Alo, Jimmy ơi. Tê ba quý cắt ngoài vùng khổ sống. Xin quý cắt vui lòng gọi lại sao? Gọi xong luôn. Đi bụi luôn. Hết tiền. Quy là bỏ làng. Lấy 100.000 của mình rồi. 100.000 nha. Trăm ngàn của giá là mà tôi có 3.000. Nhưng mà thì he tôi qua đây để nói là thì he nó nói là nó đi đi ôn thi sắp học kỳ 2 gì vậy? Cái gì? Cái gì? 100.000 đô của mình cần đi thông hơn nữa rồi. Ủa chuyện này là sao? Không biết gì nha. Bố tụi bay tự lo liệu đi. Cuối cùng là bốn thằng mình. Bốn thằng mình cho chơi cái này hả? Bố tụi bay tự lo liệu đi. Bye bye các bạn. Mấy này bị lừa rồi. Hẹn gặp lại bạn dưới video tiếp theo. Bye bye. Trời ơi, hên là mình chạy lên máy bay kịp á. Cái gì trời ơi, quá là xỉn luôn này. Không thấy đâu cái cách chị kiếm tiền giàu không? Làm giàu luôn đó. Thì đó, quá dễ để làm giàu trời. Đúng là mấy thằng vô làng này ngu ghê á. Chuyến này là chị với em là đi không có ngày về á Uno. Đúng rồi, chứ về bị đập bòm đầu á chị. Thật lại mấy thằng ngu mê gái làm chi. Bắt tay cho hỏi ông trời, lấy tiền đưa giùm có đòi được không? Ông chờ ông bảo và công nha, còn bị dụ hướng chi là mày.